Thành thân mến chào tất cả quý vị, chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình rất là bất ngờ dành cho tất cả quý vị đang theo dõi trên Ezshop ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, điều bất ngờ đó là gì? Trong khoảng thời gian 10 phút này thì tất cả quý vị chúng ta đừng rời khỏi màn hình nha. Bởi vì chúng tôi đang mang lại cho tất cả quý vị một cơ hội mua sắm cực kỳ ưu đãi, đó chính là chương trình 10 phút đại hạ giá quý vị ạ. Thưa quý vị, 10 phút đại hạ giá này chúng tôi sẽ gửi đến tất cả quý vị những sản phẩm vô cùng chất lượng, đó chính là nồi cơm điện đến từ thương hiệu Kangaroo với mức giá là 399.000 đồng, tặng thêm một bộ dao 5 món và một chai dầu cá Rennie 150ml. Quý vị đã có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm ngày hôm nay. Chúng ta tha hồ thoải mái thực hiện rất là nhiều những cái món ăn trong gian bếp của tất cả quý vị. Và mức giá này đã được chúng tôi giảm trực tiếp 300.000 đồng rồi. Cho nên ngay lúc này đây tất cả quý vị hãy nhanh chóng gọi điện thoại cho chúng tôi theo số điện thoại quen thuộc của chương trình, đó chính là 028-62-857878 quý vị nha. Và bỏ lỡ cơ hội này, bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ không còn bất kỳ một cơ hội nào nữa để có thể sở hữu sản phẩm của chúng tôi. Và chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều những cái món ăn khác nhau, dùng để có thể nấu cơm, nấu cháo, thực hiện những món lẩu hay là những cái món chiên, những cái món kho tiều rất là phù hợp và dễ dàng. Hãy gọi điện thoại cho chúng tôi và sở hữu ngay sản phẩm này quý vị nha. Nồi cơm điện đa năng Kangaroo, lòng nồi chống dính với dung tích 1,8 lít, phù hợp cho gia đình từ 2 đến 6 người, sử dụng nắp rời tiện dụng, dễ dàng vệ sinh với nhiều cách nấu khác nhau, nấu cơm, nấu cháo, nấu lẩu, chiên xào cũng rất tiện lợi. Nồi cơm điện đa năng Kangaroo chuẩn nấu cơm cho mọi gia đình. Nồi cơm điện đa năng Kangaroo đạt chuẩn an toàn và tiết kiệm điện, quý vị khách hàng sẽ an tâm khi sử dụng trong chương trình xả hàng tồn đại hạ giá chỉ có trong 10 phút tại Ezshop mà thôi. Nồi cơm điện đa năng Kangaroo chỉ thanh toán 399.000 đồng mà thôi, tặng thêm một bộ dao 5 món, một chai dầu cá Rennie, quà tặng có trị giá 150.000 đồng trong chương trình xả hàng tồn đại hạ giá. Và kính thưa quý vị, Thanh Tú đã chuẩn bị và cho tất cả quý vị thấy rằng nồi cơm được nấu bởi chiếc nồi cơm điện Kangaroo sẽ như thế nào quý vị nha. Tất cả quý vị thấy không ạ, những cái hạt cơm của chúng ta thì được nấu rất là khô ráo nè, rất là tơi xốp và đặc biệt hơn rất là chín đều luôn nha quý vị nha. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng để cơm ra dĩa để xem rằng cái thành phẩm của chúng ta đó chính là một chén cơm được nấu với nồi cơm Kangaroo quý vị nha. Đó, tất cả quý vị thấy không ạ, rất là dễ dàng, cơm của chúng ta rất là tơi xốp và thơm ngon như thế này đây. Đó, chúng ta có thể là dùng kèm với một ít rau củ quả luộc nữa thì rất là tuyệt vời quý vị nha. Và kính thưa quý vị, món cháo là một cái món thường xuyên xuất hiện trong mỗi gia đình đúng không nào? Bởi vì sao ạ? Bởi vì nhà chúng ta có những người lớn tuổi hay là các trẻ nhỏ thì chúng ta vẫn thường hay sử dụng những cái thiết bị thông thường, ví dụ như là bếp ga hay là bếp điện thì có thể nấu cháo, mất rất là nhiều thời gian, rất là nhiều những công sức mà đôi khi cái món cháo cho ra cũng không còn ngon nữa. Bởi vì sao ạ? Nó không đạt được cái độ nhừ, những cái độ sệt đặc trưng của cháo quý vị ạ. Và đối với cái nồi cơm điện ngày hôm nay thì quý vị có thể dễ dàng thực hiện cái món cháo vẫn thường hay sử dụng trong gia đình của tất cả quý vị cho những người lớn tuổi hay là các trẻ nhỏ trong nhà đúng không nào? Tất cả quý vị thấy không ạ, cháo của chúng ta nhừ đều nè, đạt được một cái độ sệt nhất định và có thể nói rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đối với những cái người lớn tuổi, ví dụ như là chúng ta vừa mới ốm dậy đó quý vị, chúng ta ăn một ít cháo như thế này đây mà do chính người thân của mình chuẩn bị thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta được sự quan tâm và được sự chăm sóc của những người thân trong gia đình của mình đúng không nào? Có thể nói món lẩu mắm hay là những cái món lẩu khác, tất cả quý vị chúng ta thường xuyên chế biến vào dịp cuối tuần, chúng ta cũng có thể tận dụng cái nồi cơm điện này như là một cái nồi lẩu rất là đa năng để có thể chế biến và thưởng thức những cái món lẩu rất là thơm ngon. Với công suất là 900W, cho vậy là tất cả chúng ta sẽ cảm thấy rất là tiết kiệm được thời gian nấu nướng và phục vụ được rất là nhiều người ăn trong gia đình của tất cả quý vị. Bởi vì sao? Dung tích của nó rất là lớn quý vị nha, lên đến tầm độ khoảng 28 lít luôn, và thêm vào đó là thể tích của nó lên đến tận là 4 lít quý vị nha. Chúng ta có thể phục vụ được rất là nhiều những người ăn trong gia đình của quý vị, rất là đơn giản và dễ dàng thôi. Các bạn sinh viên, chúng ta sống xa nhà mà chúng ta có những cái bữa tiệc nhỏ đối với các bạn bè của mình vào cái không gian rất là chật hẹp thì chúng ta có thể dễ dàng đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sở hữu về và chúng ta có thể nấu được rất là nhiều những cái món ăn khác nhau. Chúng ta không phải mất quá nhiều thời gian để có thể làm sao mỗi một lần như vậy chúng ta nấu bằng những cái bếp ga mini hay là những cái bếp điện đó thì cũng sẽ mất rất là nhiều những cái trở ngại và thời gian trong cái quá trình mà chúng ta nấu nướng đúng không nào? Nồi cơm điện đa năng Kangaroo, lòng nồi chống dính với dung tích 1,8 lít, phù hợp cho gia đình từ 2 đến 6 người, sử dụng nắp rời tiện dụng, dễ dàng vệ sinh với nhiều cách nấu khác nhau, nấu cơm, nấu cháo, nấu lẩu, chiên xào cũng rất tiện lợi. Nồi cơm điện đa năng Kangaroo chuẩn nấu cơm cho mọi gia đình. Nồi cơm điện đa năng Kangaroo đạt chuẩn an toàn và tiết kiệm điện, quý vị khách hàng sẽ an tâm khi sử dụng trong chương trình xả hàng tồn đại hạ giá chỉ có trong 10 phút tại Ezshop mà thôi. Nồi cơm điện đa năng Kangaroo chỉ thanh toán 399.000 đồng mà thôi, tặng thêm một bộ dao 5 món, một chai dầu cá Rennie, quà tặng có trị giá 150.000 đồng trong chương trình xả hàng tồn đại hạ giá.
chiếc nồi cơm điện ngày hôm nay để tất cả quý vị chúng ta chiên xào những loại thực phẩm khác nhau rất là tiện lợi quý vị nha. Đây cũng giống như là một chiếc bếp điện đa năng vậy quý vị ạ. Và ngay bây giờ chúng ta đã cùng nhau dễ dàng thực hiện một cái món xào, đó chính là món cá viên xào rau củ quả quý vị nha. Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Rất là nhanh chóng để có thể phi được cái tỏi của chúng ta vàng đều, thơm, và đặc biệt hơn là cái phần lồng nồi ở phía bên trong được phủ một lớp chống dính, do vậy là chúng ta không có sợ là thực phẩm của chúng ta cũng như là nó bị cháy khét hay là bị bám dính vào trong lồng nồi quý vị nha. Cái phần lồng nồi ở phía bên trong với công suất là 700W quý vị nha. Đó, cho nên là thực phẩm của chúng ta sẽ được làm chín rất là nhanh quý vị ạ. Chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, với cái dụng cụ hỗ trợ đó chính là nồi cơm điện đến từ thương hiệu Kangaroo, thì tất cả quý vị thấy không ạ? Tú cũng đã thực hiện được một cái món ăn rất là thơm ngon, rất là đẹp mắt như thế này đây. Rau củ quả của chúng ta vẫn còn tươi, vẫn còn giữ được màu sắc, và thực phẩm ở phía bên trong thì chín vừa tới nha quý vị nha, cho nên là giữ được cái hàm lượng chất dinh dưỡng rất là tốt. Và kính thưa quý vị, không chỉ là chúng ta thực hiện những cái món xào mà chúng ta cũng có thể dễ dàng thực hiện những cái món chiên ngập dầu quý vị ạ. Và chúng ta có thể dùng để có thể là chiên gà nè, làm gà rán KFC, hay là chúng ta cũng có thể chiên tôm phủ một lớp bột giòn ở phía bên ngoài. Và trong chương trình ngày hôm nay, trong chương trình 10 phút đại hải giá, thì Thanh Tú đang sử dụng chiếc nồi cơm điện đến từ thương hiệu Kangaroo để có thể chiên ngập dầu những món rất là khó thực hiện, đúng không nào? Đó chính là món chả giò nha quý vị nha. Chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi mà cả một cái lượng dầu như thế này đã được làm nóng lên rồi, và Thanh Tú đang bỏ rất là nhiều cái lượng thức ăn vào trong, ví dụ như nhiều cái cuốn chả giò như thế này vào trong cái lồng nồi mà vẫn có thể thực hiện được nha quý vị nha, rất là dễ dàng luôn. Đó, tất cả quý vị thấy không ạ? Chỉ trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi mà Thanh Tú đã thực hiện được cả một dĩa chả giò chiên rất là nhiều luôn. Dĩa chả giò này có thể phục vụ cho từ 6 đến 10 người ăn nha quý vị nha. Một cái món khai vị thường xuyên xuất hiện trong những cái bữa tiệc trong gia đình của mình, cho nên là tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ cảm thấy thực sự rất là an tâm và tự tin khi sở hữu sản phẩm ngày hôm nay về và chế biến những cái món ăn dành cho gia đình của mình, đúng không nào? Tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nhanh chóng gọi điện thoại cho chúng tôi để có thể sở hữu sản phẩm ngày hôm nay. Đó chính là nồi cơm điện đến từ thương hiệu Kangaroo với mức giá là 399.000 đồng, tặng thêm một bộ dao 5 món và một chai dầu cá Granny. Và chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc nồi cơm điện đa năng, có thể dễ dàng nấu cơm nè, dễ dàng nấu cháo nè, và thực hiện được rất là nhiều những cái món ăn khác. Ví dụ như chúng ta thực hiện những cái món chiên, những cái món xào, chiên ngập dầu thì cũng rất là phù hợp, và đặc biệt hơn là phục vụ cho rất là nhiều những cái đối tượng người dùng khác nhau nha quý vị. Các bạn sinh viên cũng có thể dễ dàng sở hữu nè, các hộ gia đình ít người hay nhiều người thì chúng ta cũng có thể dễ dàng sở hữu luôn. Chúng ta sử dụng sản phẩm ngày hôm nay như là một món quà tặng vô cùng ý nghĩa dành cho những người thân yêu của mình thì cũng rất là phù hợp quý vị ạ. Nồi cơm điện đa năng Kangaroo, lồng nồi chống dính với dung tích 1,8 lít, phù hợp cho gia đình từ 2 đến 6 người, sử dụng nắp rời tiện dụng, dễ dàng vệ sinh, với nhiều cách nấu khác nhau, nấu cơm, nấu cháo, nấu lẩu, chiên xào cũng rất tiện lợi. Nồi cơm điện đa năng Kangaroo chuẩn nấu cơm cho mọi gia đình. Nồi cơm điện đa năng Kangaroo đạt chuẩn an toàn và tiết kiệm điện, quý vị khách hàng sẽ an tâm khi sử dụng. Trong chương trình xả hàng tồn đại hạ giá chỉ có trong 10 phút tại Aesop mà thôi. Nồi cơm điện đa năng Kangaroo chỉ thanh toán 399.000 đồng mà thôi, tặng thêm một bộ dao 5 món, một chai dầu cá Granny, quà tặng có trị giá 150.000 đồng trong chương trình xả hàng tồn đại hạ giá. Và kính thưa quý vị đã gọi điện thoại cho chúng tôi để có thể đặt hàng và sở hữu sản phẩm ngày hôm nay chưa ạ? Trong chương trình 10 phút đại hạ giá đang có trên Aesop ngày hôm nay, nếu như từ đầu chương trình đến giờ quý vị nào mà chúng ta chưa gọi điện thoại cho chúng tôi thì chắc chắn quý vị đang bỏ lỡ qua một cái cơ hội mua sắm vô cùng ưu đãi, thì ngay bây giờ vẫn còn cơ hội cho tất cả quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi. Theo số điện thoại đó chính là 02862857878 quý vị nha. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã dần dần trôi qua. Thanh Tú cảm thấy rất là tiếc bởi vì ngày hôm nay đã không có quá nhiều những sản phẩm để có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả quý vị. Tuy nhiên chúng tôi còn có rất nhiều những chương trình khác. Tất cả quý vị hãy luôn luôn đồng hành với Aesop để có những cái cơ hội mua sắm cực kỳ ưu đãi quý vị nhé. Xin được thay mặt cho Aesop cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn tin tưởng, đồng hành và chọn những sản phẩm của chúng tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và hy vọng rằng chúng tôi sẽ luôn luôn mang đến cho quý vị những cơ hội mua sắm cực kỳ ưu đãi tiếp theo, những sản phẩm chất lượng tiếp theo để giúp cho cuộc sống của quý vị trở nên vui hơn, thuận tiện hơn, hạnh phúc hơn và thoải mái hơn quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo ạ.